Ông quay cho. Ông chủ nhiệm nhóm đề, bác cả, mặt to các nhóm đề ca này tệ vị thí xạm nạ ca. Nơi thường ngày này, ông nhóm đề, nâng mặt to thuộc xạm nạ ca, sẽ đập thạch cầm xạ xây riêng xón ở bên chóm. Hay nâng ai chập đàm sẽ đập thạch cầm xạ xây đại miền hạt dân niêm P, TC, W, và mây rồi mà phải P. Hay mù là hết đề kiếng bà P ai nì, để xa gọt miền bà nhà, và sọc hợp hiệp. Bạn hãy xem phim chiêm lang khắp bộ cà phê mà sớm mình hơi ngày ní bậc ní group bed cặp bông tai bị nứt tạm đan nơi sọc phim bạc cốt đam mê về đầm lấy thà ta cốt ai bắt đầu thực hay cầm nơi pê bê lì đi trong cầu này đầm nà cà sạm nà cà ngày ní đại ri giang nà ngày tí pí cứ ông chấm đẹp màn chấm đẹp chun phía kia rồi hơi mà sớm mình cứ thà nơi sạm nà cà ngày ní dương miền pê dương nắng sấp sarana toal mót là bọ phía kia lơ sầm nà sôm là bọ mì tử vi nọ mốc đồng nàng đào mình đang rọt vào bên ní đài sông ỏi ông chìm ra sắt đập nơi sắt khay cầm đào mình đang rọt vào bên ní đi vào phải pi sạ pi pòn pram rồi đài miền đại ca xá y bay rồi sài sự bún nâng y bay rồi sài sự bún cho mùi đời rùm tiếng sông từ tuổi giàu ai ca xá thấm mấy bẹ pòn cho mùi nâng pành há sầm nào sông sắt đập khay cầm đào mình đang rọt vào bên ní nụ phong sông phía kỳ triệp làm chi sạm nà cá cái nhà chia gì hoang lari cam bây giờ thành là phiệp bát tâm miên phệ kỳ nặc bộc cô đây ông nhập đây có hành chơi cho rôm được không cái chấm nà cá sạm nà cá ngày này xong group lục thiên, sắm đập sạm nà cá nơi ngày này có làm chi cắt sum qua khơi thẻ group phệ kỳ tặng ở nơi riêng cái đây này miên bát tâm miên đại lại lục nôn chi miên bát tâm miên nợ bận tục không khôn khang cáo xa sạm nà cá này đại lục ban sơn sông là băng sắt miền bắc miền đại tây bắc vì bản tục sầm nà kè lịch khất là băng sắt bao chân chọc chọc nuôn chía ban pro cô đo cả làm chi ruồi hài xã xây đã treo một đo sắc khay cam bản to bản chọc nơi ngày ní cứ lục rìa sòn lục nông mê thì bị xa lục đội phá rí miền bắc miền ruồi hài nơi khnông bản tục sầm nà kè ní nơi ngày ní miền xã xây bầm rong mười rúp đam miền đo hát niệm p t c w trong bay rồi mà phải p xã xây ban mình chẹt thế cam sự mặt phiệp đã quạt ái đấng cứ quạt miên tầm nẹt tầm nóng nhiệt lỗ hận rư nhiệt phốn chỉ môi nâng chân chọc chọc tiếng phì rúp cứ lực nuôn chía nâng lục khiêu sầm phón rư phía kỳ đang bẩn đăng rập bạo về ní na muối đã trở ban tập tố score nâng nông rương cái đây nỉ tề xạ xấy nâng thua sầm bắt nơi chung phố mộc lục ta đồng bóng đáy nơi về liêm mong đập trận nỉ ọ con lục về thiến bà ọ con hay lệ ông nhầm đây sầm rạch lưu sầm nào sông đã bỏ chân chọc chọc nuôn chía chìa môn thần ông chấm rẻ ban từ tu lịch khất xong lễ mong sinh cho rùm khôn ông sạm nà ca đại to là khôn ông một tụp sạm nà ca ni đã bao chun chập chọt nôn chi cho ngày đi đập bẩm buồn khai mình nia chín năm vì phòn đập rắm đại ban bản chẹt thá đại con miền bảy hà sọc cập hiệp chư cơ ba chư chừng cây mình ai anh quy du bán mình ai trong ở rong ban du nâng đầm bay miền là tập hiệp cho rùm sạm nà ca nên bay khẳng mục ở miền bắc sơn tập hiệp luôn xong lễ mong sinh cho rùm nâng miền bắc tập miền đại to là khôn ông một tụp sạm nà ca nơi ngày đi đập bẩm buồn khai mình nia chín năm vì phòn đập rắm มีแต่วิการเปียกใดบกล้วนมันปรับอัมพีพอลปะปอลในการแหละบองสุดนิทาการแหละบองสุดนี่มันอาจบอกสนายท้าเกี่ยการแหละบองสุดระบบล้วนของการกันใดใดยุติท่อหรือกดสุดขนมการจมตัวตันงพอตังขนมการด่าบังห้างหรือด่าจูนตลาการนี่กรุ๊ปเวเลียในสัมนาการหรือรูปล้วนเลยบานเคยกำหนดให้เป็นนักสกปรกเพียบระบบจนจบจอดโนจีได้ทุลังได้กรุ๊ปเวประจำก้าเป็นนักเพียบาลไทยตอมสกปรกเพียบจนจบจอดในอวตกจองไงที่ดับบุญใครมีเนื้อชนามปีบอลดับพรำบันกัดทำกอลถาสันเพียบสกปรกบอลลูกโดนจีเมียนอาการะชื่อจังไก่รำไรเวลมกมันอายยังกุยอยู่บ้านให้หนึ่งพระราชานุสาธาสมองยิมเรียอนุญาตออยลูกโดนจีโจรวมตามด้านไก่จำนาคาสามนาคาปีประตุกขังกล่อมซาสามนาคานี่ไอเลือมุรธานนี่หนึ่งโยงตามบทปัญญัติในบทเทียนไปเสมวยพรำในบทเทียนเตขนงอวตโกองจำแรกโยนพร้อมนังอนุญาตออยจุนจบจอดนนชีเนื้อบรรโตตามดานกิจจำนาคาสัมนาคาปีจำง่ายปีบรรทุกคมคล้วนมุ้ยท่านเนกรองซาสามนาคานี่ตามดีอุปกรณ์สอดตัวสำหรับอย่าเปลี่ยนสัมนาคาเป็นมือไงนี่ได้ลูกนนชีแล้วบังสุดโยรวมของกิจจำนาคาสัมนาคาได้ต่อเนื้อขนมบรรทุกสัมนาคานี่
ประกอบอ้อยบกเล็กในสตัวจวบประปอนสตัวสำหรับจุนจบยาวตรงนี้อาจโจร่วมหนึ่งตามด้านกิจกรรมนาการสำนักการพิจงไงปีมันตุกคมครูนวยทัดนักกรรมศาสตร์สำนักการนี้น้องลงปีในสำนักการสำนักการสำหรับไงนี่ให้มนุษย์รอบิดการจุนเตอร์กรมบิดการพิคดีคือสมพรอ่องอย่างไรสมประกอบอ้อยกลามจีสำนักการสหการจมวยหนึ่งองค์เพียบกองเพียสะใสหนึ่ง เนี่ยจำเรียนโครงการปรับหนึ่งจำเรียบดอลสะใสได้เมียนดาฮัสเนียมสะใสบ่มร้องที่ซีเดบิวต์บําใบรอยมาไพปีดําใบเอาดังหลัดพอลหลัดเพียบในกาอาดําเนินการดอลตะไคร้กำในจุบหมกสามนาคาบานในเรื่องนั้นเรื่องนาจำเรียบกอดพ้องท่าบัตรบัตรทันเพียบสกปรกมันดําน้อยพอลมันอาจ ดำเนินที่มันอาจรอดสกัยการบานที่ออยริกาหมกอ่องอย่างไรบานมณฑลปีได้อ่องอย่างไรหนึ่งเป็นจบการสลับสกัยการสะใสเรียลซอนบ้าอ่องอย่างไรพอเราไปติดการจุนเตอร์กรมวิทยาการปีกระไดคือสมพรดำใบเมียนอกะตั้งสำนวนในดาวจิมโบสะใสเรียลซอนสมจืดบ้าสมกุลลูกเทียนลูกสะใสยิ่งสมอันยันเป็นต่อ สำนวนระบบขยมกาปีมันสั่นไม่ยืนบานวิทยาศาสตร์อัมพีการตัวข้อตรวจระบบโลกให้ก็มีรัชนาสมพรระบบมันตีเป็ดสลบได้ลงถือกาและยำจังสู่บันทายเตะตรงตัวหนึ่งกรมสลัดทอระบบเป็ดยำจังดังท่า ตาเด็กน้องมันตีเป็ดระบบโลกเมียนกาประชุมไปเพียซาตะลือกากรุบินในจมพัวเป็ดน้องกาพดอเสียวาดอลสาธารณชนเต้นเป็นนุบ้านนกเป็นนุคือประชุมการเงีย กรมสารทอนี้คือยมัดประชุมเรียงรอสัปดาห์เบอร์ตัวใบอ่อนเมียนปัญหาอีกก็ประชุมได้ประชุมไงนั่งให้นัดเนี้ยประชุมไงคราวที่ด่างไงประชุมดับใบกลมอ้อยในความวินัยบุกลึกความวินัยนกน้องตีเป็ดตัวใบเจียเมียนหรือวัวเมียนยึกยังน่าเราจะก่อ ขยมเราแต่ไปชมได้ผัวคลายวินัยนั่งเวียจัดพลอตแต่มาไงจัดพลอตบ้างนะบ่สมองคนโลกไอ้เป็นเจ้าอัมพีวินัยได้โลกมีนสำหรับบุคลิกเป็ดในขนมมันตีเป็ดระบบโลกบางเต๋มีนเจียไว้คลา บ้านบินในนกกรงตีเป็ดเมียนบินในอ้อยบกเลือกเป็ดนั่งสุเพียบเรียบสายจมูกนั่งเนี่ยจมูกจะทนำก็เปลี่ยนจะทนำนั่งก็มันอ้อยเมียนปัญหายีรวมมากรมสัลทอร์บอกเป็ดนั่ง ต้องอ๋อบ้านลูกอาจเป็นเจ้าบ้านเต้ท่าขนมระยะเปิลได้ลูกทวีการในขนมมันตีเป็ดนั้นได้มีการในนามุ้ยได้เตะตรงตัวนังกาละเมอวินในหรือกรมสลัดทอเป็ดได้เต้ให้ลูกจัดวิธีนาการโดยมาได้จมพัวมันบกหลักเป็ดได้มีปัญหาแบบนี้ บ้านปัญหานี้เมียนนะเราขนมตีเป็ดย่อมเมียนเมียนปัญหามวยเขาสลัดท้อในรีให้นางในรีมวยปะได้มวยปะปนอันจังย่อมบ้านนั่งสมสบายสกพะโดมวยเจงปีกระไรปะได้เจงปีกระไรย่อมเต้าเราปะปนนั่งให้อะไรนู้
tàu nấu bê cả nó nhóm lấy cháy đang tàu nấu bê nà cả này ní lục trăng này dây ông pi mình đúc sợi pi nè sờ lạnh kia tàng trăng bên thế bạn sờ lạnh nè phết đôi kia bà nhóm xung nuôi bóc nhóm nhóm xua tiệt tôn từ nâng ca an vọt cầm sờ lạnh thọp bên ta ở với đại chi ca an vọt nay bị chi chi vẹt pet để lô kịch thai miên ông pơ làm mơ nam mũi tiệt tôn từ nâng ca an vọt cầm sờ lạnh thọp bên rồi có vị này pet để lô ban ập rôm bọc lực bỏ lô đó ta miên cả này bạn nâng tế hơi chỉ cả này vậy đấy bà cả nốt đôi chị không yên tí bờ bờ miến phần thiết bất cứ không yên mà bờ này này đi cái miến có cái đi cá gặp nhóm này bờ đỏ đề hay bờ nhóm này bờ đỏ miến bằng hà nó có đi cá gặp cái này này đi đề bà không ổn cuốn tiện tôn cả này bờ đỏ sẽ vào ở thì họ miền ca từ tour bị bận đăng vì nhẹ chồng ngư vì ca đại pet sầm đây mình lo rồi có miền ca bật rớt nam mũi mình có bay chồng bùa nhẹ chồng ngư ta miền cả này bạn đang thế bạn miền đấy cả nông miền đấy một lực mấy cho anh ta khóc việc xâm lây nắng bọn thầy nhóm bát dương khiếm nâng hào mọ ọp rung này nóm phìm lúc ai chờ bình dù ông chung chung rẻ tha lúc ọp rung dạng đôi mặt đếch bàn thế bạn còn là prab nhẹ lên thưa khó nút tha ở lên thưa chân tiết khay khay ta tính nắng ở tàu bình đó mình miên đã tu đã pi đã toàn là ca mấy đấy nông ca cột cồn bộc lực bệt lục đăng tha tớ bộc lực bệt rồi bỏ lục mọc bì đồng bọn nạc là thế bạn đang một lực phê trong ca núng cứ nâu đồng bọn đã kéo thằng miên tay này đi hàn mối để dương được làm bìm xe mình lắm để kịp chun món lắm áp tẹt nó cũng bùng chân năng miền tầm muối nữa bà sầm ọc cún trong sông su lô tẹt tôn từ nâng lục khiêu sầm phòn bình mặt đóng nông sạc khay cam rồi bỏ lốp nước nông lệch y bấy lơ ha sập rám đọc mũi trong trong lai lệch mà phải buồn lục bàn chlai thá trong sông đọc sóng khi bạn khơi khiêu sống phón nơi khăn ông bị thí riêng cá rộp bó quạt nâu phúm chậm bọ bôn nở riêng bạc vùng cái chó bạc chậm bón phúm stưng bật vĩnh khôm bốp trọ bài bạc vùng cái chó bạc chậm bón phúm ô xà rài bật vùng cái chó bọn tái khi nhóm mình bán này dưới chìa muối quạt tì
Mùi tiết nơi khăn ai cả xa này đó đá cứ nơi khăn ông xâm nua chùm lai lịch bì. Lục bàn lại tha nơi đồng xâm đỏ xa răng đồng bọn ní chia đồng bọn bằng cá khmai cỏ hôm hai tiết rô bọc tầm mốc thật nơi khăn ông phúm bỏ kiếp không trọc bèn thông khăn thơ bồn. Bỏ chìa chốn bàn này dễ tha khăn ông ổng long chân năm mùi bọn bàm bùi rồi hà sắp rằm bì rư chân năm mùi bọn bàm bùi rồi hà sắp rằm bấy khi xâm phôn bàn mọc chụp tầm mọc. Chúng chóng xu bình chạy lục tha ta cả lạ tế xạ ní chia cả lạ tế xạ tài mối rư có cả lạ tế xạ bì đạch đầy lạch bì khí đầy lục bàn đăng âm bì lục khi xâm phôn. Bạn cả lạ thế xã này cứ cả lạ thế xã pi mỗi tăng pi chín năm mình toán rót bà hà nâng bị chia chun với pi kêu một phón một chút thầm mộc ấy mỗi tiết để nhôm khơi lục kêu sầm phón nâng cứ khơi một plate đời xa hay nhôm on score có thế cứ đời xa về khâm bồn thầm mộc nâng trong all prap hay nhôm ổ quáng rốt chênh màu ta bản năng. Pi nít khâu khỉa. Bà xa mò cún. Khiêm chong xu bình chạy thaym tiết tha khăn ông xa ai cả xa đã đá nó xong nua chùm lai lịch pi. Đại lục bàn bình chạy tha miên bà chìa chôn này dây khăn ông ổng lòng chân nằm mùi bọn bà mùi lúc xong đau đó ca này dây chỉ liệt nạ tu tư đại lưu bị mọt mũi tư mọt mũi rư mũi còn luôn bàn chuộc bộ quân nam mà nét đây này dây bạp lúc chạy lẹ ông pi vọt tầm yên rồi bò lúc khi xong phôn mà chuộc cho mũi tầm mộc nâng bạn lưu bị chia chun tu tu như vậy đấy vậy hai hai to to kia u o chẳng ủa cả nắng về miền rương không sống cúm nung cả nắng bung cho bông cho bao là chẳng bị chia bờ rớt xa xua kia bị chung kia xua ấy chẳng chơi thành vậy hay kiếm lương cả nông bà sớm học cún. Lúc ai bình chạy cao bà rạch chạy cho bà lo bàn tế thà viê chì chân nam hà sập rầm pí rư chân nam hà sập rầm bấy rư mùi cầu viê chì chân lo đam chân nam trong chân nam. Lúc ai bình chạy bàn tế bạn mình ai bị chạy bàn đấy pro u p đã hỏi lịch bạn mình sâu chập rộng không bánh bánh đấy lục bàn mình chạy tha miên ba nhà hai chục bộ chục bón nơi nông sọc ta lục ai bình chạy bàn tết tha miên cả lạ thế sao vậy đây lục hiểu sầm phong từ chụp tầm mộc nắng lục đăng bì đầm nào rương rước ở miền ca thì dây pi đầm nào rương đàn nòm ở miền ca chụp khnien nương thế bạn thiệt bắt đầu cứ phải chơi chốn khá cả nắng khi nhôm nóc mình chơi chốn chả chả đăng rương bạn là cái pay u o lần vậy trong vậy là nắng nhom gạt nắng nhom đâu không biết ăn sâu đằng ấy đè này bà sơ mò cún nước nông chân nam hà sơ bầm pi hà sơ bầm bay nằng ta lục đằng tha lục khiêu sầm phòn miên tu nịt ti rước miên thà nã chi ở vây đây thế ban chia miền cả nị dây ẩm pi lục khiêu sầm phòn ở bên núi.
bảo tam nhóm chạm mình phí tí thạc nhóm nấu chạm mang thạc cả núng lúc khiêu xâm phón rất chú prí bạc hơi mà nó nâng nâu ná như bên kỳ thà rất chú prí chứng mấy lúc dạy tha lúc thiêu xong phong rốt châu prì bọn chứng vì chỉ ca dư cho lòng ổng phí ca phá rì chạy hãy chân nằm nước ai chỉ chân nằm học sập rằm phí học sập rằm bầy chồng dạy chân trăm trời thế bạn trăm trời bộ phân tệ áp lúc nhóm chế nhóm thông phích phléng phích mục phích khỏi đề phần thiệt bất chân. Bà xa mở cún. Tiệm tôn tư nâng phê về lia đại lục ban khơi lục khiêu xung phòn lục ban chá lời rụi hói chẳng nơi khăn nông sắc khai cam rộ bỏ lốt được nhóm ban an chú nơi khăn nông xâm nua mọc phê buôn ní hơi nâng ca chá lời chú phô mục on chú nông nhóm miền sông nuôi bản thái tiệt tôn từ nâng praticani đòi lục ban bạch chia tha lục hiệu sầm phón mọc làm bay miền là bị thí riệp ca rồi bỏ quạt lục ban bạch chia phong đai ông pi ca chui đắc nôm propun tam mốc mua dịch khấm chúng chọn đăng tha tá lục đăng tham chia pratica riệp áp pia pì pia rồi bỏ lục khiêu sầm phò nứng đau rồi biệp nà bạn pratica này để chúng đăng tha riệp áp pia pì pia rồi bỏ lục khiêu sầm phò này đời xa vậy không práp thế quật ấy núm vô mà đó nắng hay cọt thằng ngón nhom nói chuyện nắng cọt squat và cọt oi chui vô tàu hay nhom miền cằn đặt cằn nắng ô tàu quát là hay để đào tàu đào nắng nhom khai phong hiệp màu vinh cọt trong ao tạm nó lục hiệp phòn bên trái và hết chưa hà sập mây nó mệt bàn tàu chích àm tí nắng ba sập ọt cún nhom chọn xua bên chợ bên thái em tha lúc miền bàn lưu sầm lên play như rưu có miền phí nhiêu đại kê chanh châu nông phí thi ca nông đá tế phí thi rưu áp bí biên nông đá tế rưu mùi có sát thà nập hiệp nông phê đại lộ mơ tới nâng khơi dạng đôi mặt đạch đá nơi tí tăng đại lộ bàn mơ khơi nha bạn ở miền khơi ấy phóng pro khi nhom tàu về ở đòn tí hay bọn khi nhom nào chẳng ấy có ở miền núi ấy hay có ở miền khơi nước khơi mưa tàu khơi nước pi bay nét con đèn đằng ná con được khả năng về khâm quạt trong ở prap thả nút lục kiểu sầm phòn tập nắng hay khi nhom là lư lục kiểu sầm phòn nắng là rốt vâng màu bình màu bà sầm mỏ cún trong sản phẩm đại lộ mơ khơi tao vì chỉ pratica này ca riệp pia đại thế nó bên nâng nông bạc đầu đại lộ ban mơ tầng nâng bạn mình đang thà mấy đứa bạn ạ mơ ọt khơi nhé chích hay tí nâng miền là bòn thiệt hay khnông pri ở xây nó thôm á hay nô cái đào pri nè hay khi nhom nô chăng ngái á mưa đó của mình đang thả miền ấy khnông nắng đấy phần mưa đó khơi miền nè à kia sạc nắng khả năng mưa khơi nhiều bố lắm ở miền khơi ấy kéo mình đang tiệt phong phố chăng ngái với mưa khơi như bảo ban tọt đó phải chịu đằng phần ở ban tọt đó thì ở chỗ như khâm tha công tàu
anh tôi với nhau. Ba số một cún. Lúc ai bệnh chia ban tết tha nửa về đại lục khơi lục khi sông phòn thành nửa bộp trở bài nắng nửa năm nào đây. Bạn nhóm lịch cho nam ấy còn thể để cả nóng nhóm tàu thư từ núp bộ từ bay nhá hay khi nhóm nó giúp giúp lắm nhóm sẽ ăn nóng mùi bộ là co thư từ núp á hay nhóm khuyên quạt hay nóng quạt hào nhóm chui đặc tấu nhóm đặc tàu mình đang cho nam ná nhóm lịch ấy cho ngay về cho bộ cho bó thư từ núp đang phi bay lướt lực môn lực khỏi bạn thư tiết nhầm phlịch. Bà sư bảo cún, lúc ai bình chia ban tết tha bê nâng miền rọt và hà hai nữ. Bạn miền hỡi, cả nông lôn nó rộ bọp lôn nó có phông thằng tầm lẹ có bấy. Bà xong ổ cún. Lúc bạn bằng chị rủi hỏi thà lúc mình bàn khơi lúc thiêu xong phón đòi tòa tế lúc mưu nông trong ngày 20 mét hay mình bàn khơi mục tì. Nhưng trong xua thà lúc lọc khơi như lúc thọt bỏ lúc thiêu xong phón bì mốt nâng tế. Thì họ tam rỉ dạ, xa rạp bò nằm yên chạy đàm. Bạn đại khối đại khối ngục thọt nông xa bồ đồng miên khối ngục thọt lúc nông tư sản áo đấy miên thọp khối còn nục mi còn nông còn nục mi lương dây bị quạt nục mi rồi còn lục nục mi lục ai bệnh dạ chín năm bàn thế có công an toàn sai tóm. Bạn để nhóm khơi như rút thọt quá nắng, cả nắng quạt nâu khu mê để hãy nhóm của rất là khu mê như thế nắng mình toàn nâng miền khu xa thì bà xong một cuốn khiêm trong xua lộp tiệm tôn từ nâng ai kia xa y bay rồi đọc bằng bốn chạch muối chạch mập hơi mùi trong xùm nuôi chùm lại lịch hạ sập tiệm tôn từ nâng chào ạ thịt cá vọt mùi ống bởi niêm tạ ích. Chúng xong an chún, chúng lại bỏ lỗ, xong đọt sống. Ta ích, chia cháu ạ thị cao vọt, bàn tò qua chìa môi nâng khmai cờ hòm. Hai quát, bàn tung sko, oi bỏ chi chún, mọc bỏ chăng, nâng buộc khmai cờ hòm. Bọn tài, bê nú, bùm miên bỏ chi chún, na hiên mọc nụ tì. Khmai cờ hòm, bàn vi quát, bì bây, bỏ nung bỏ nọ. Xong chọc cả đọt sống. Khiêm trong xua lục thả ta lục đăng đòi rộp biệp na ông pi ca tung sko nâng ca vi tờ lơ bè xong ni màn cả nô khi nhóm nâu cả lấy nâng đá chất nâng rùa miền lục bì phân nông pinh tấu nấu nắng chia được cứu cứu mấy cốt mà phải buôn nấu vào lăng cá nắng nhom sọp nấu mùi lốp
nhóm tàu đây tàu mưa lục vô chẳng hành vô ấy tàu bực kinh lục còn tại rồi nắng kỵ đinh nhóm chính tàu nhóm tàu tiệt đó ăn hiền nấu ta cái lấy na kỵ đinh ăn hiền tàu thì lục thôi đã nộp tiền đúng sẽ cho bà con lấy tóc sạ giấy chạm cái bàn microphone bật bát cá sơn đó bà cá nô nộp tiền tầm ngày sạc lục nắng đồ tập thừa rót hà hơi bàn mà anh thấy đấy phơi áo nhom phơi áo để du bê chạy hay ở đây bàn sâu kích phẳng rướng hơn nữa kích tập dưỡng thứ trong trang xua luộc bằng thèm thà ta nhân ác lá nơi chỉ mùi luộc nở bề nú bát phơi trái còn tại miền là nhẹ nâu chỉ mùi nâu nắng cho chỉ mùi kia nắng miền nhẹ bạc lan đặc khó áo mò mình nhẹ không mình tối hay nâng mình nhẹ tiết cha để vô vô được bọn vài lục nó mình vốn tha bẹt vài lý bên mình vài lý vài kháng nhầm xua lục lục thả chứ lục score nè đại vài nữa thế bạn mình score đấy còn đang trả các bạn được kê cả lúc nhưng mình đây khuôn miên làn phóng tâm khuôn làn đã khó ao nâng máu làn xịp mũi bà xong mở khuôn lúc trăm thật năm nào tới bên nâng bà thiệt bất mình trăm đi rừng này khai cho năm nâng vì dù bê thấy có áp lực ca thì có miên nâng cứ nhóm mình đây bán kết phóng nâng đây bán kết đó là bị à xoay rồi cà phê nắng tàu nắng xuống đó chết hồn nước khơi chân thấy chết thập ra mò đầm bên xoay rồi cà phê nắng ở cửa khơi chú ba bà lúc và ban chia lai tha lục nơi cái lành vọt nơi bên nưng ta lục từ ti vọt nưng làm bây giờ vậy đấy thưa vậy đấy nơi bên nưng bạn khi nhóm chùm liệp tôi là cả mình nhảy tha khi nhóm vô chẳng hắn tôi có kín lục rù khi nhóm cứ lục rù mê cất lên mà phê bốn nó vọt làng ca cả cái nhóm nâu mấy nhóm nâu mùi lúc hay đăng thả lúc kì vô mò nắng nhóm có tàu chuộc mùi lúc vô chẳng hạn lúc tàu hay khuyên kì đặc thấu hay nhóm lọc được tiệc với nhóm miên mà nụ xe tiết tra ơn khí nha tiết đây nơi nông bà đồ bền vọt nó kào bì nẹ bạc lại mà nẹ hay nâng bỏ ra chấm nam mà nẹ đầy lục miệng bạc sáng bạn có miền thế miền để nẹ làm bài bày buồn kia chân năng kia buồn pram làm bài cho mẹ lục chân á của bê bực kéo vì nâng miền thế miền bì bấy nẹ làm bài nâng thập bì nẹ bì bấy buồn kia và miền lục tràn ong thế nơi cùng nơi vọt nâng bạn mình mến lúc nâu cùng nâng vọt nâng nâng máu nế cứ lúc chùm lia mô bì phnom pinh nâng bì cả lãnh xinh xinh mô hẹn chìa chương mà rồi ấn bà xong mô cún nhóm chóng xua lúc tiệ tôn tôi nâng
tầm mộc lộc miên bá sa nước non ai cả xa tọa đài âm bành bành nắng trăng sầm núi chầm lại lệ học sập bầy lộc ban mình chia thạt lộc thọ ban chuốc chim môi tầm mộc đầm bầy tổ chùa ca này nón thưa tháng năm hơi ca pi tháng ngày thì đập rầm pí khai bầy gần lòng tầng ní lúc ban chlai nơ mong pra hai mong pi mà phai pram nhật tì xíl tha lúc nơ pê đã khơi chụp chú môi tà mốc lúc tay khlai hai ruột buồn hai nẹ đọt tay tiết có đôi khuyên đài chúm cho ai lúc bình chế ông pi tà mốc nơ pê đã lúc chụp tổ tuôn ca này nôm vì rương thơ thân ám ta vì miên lẹ cả nạ khóc nia giang mách chồng bùa bịa xong đây tầm mốc đại lục ban chụp giấy to chìa môi nâng ca nì dây rư cơ ca phê khai cho bò nẹp xe anh tiên nó bạn bình nè tầm mốc bởi con màu đo khơi dương hay bởi con mình háo tôi chết con mình bán đi còn mọi thì chết con đầu bởi con háo tôi chu mùi con ở nắng đỏ tôi chu mùi con chia bờ rót coi chẳng để bởi khơi như hay thả anh đi nó hỏi anh mò ní mó anh nắng bàn bàn hay bởi khơi mò ấy kích cu tha rớt tâu chê chỗ ấy ọt bán này nâng tầm mộc lúc thọp đăng rưu gọi lưu rưu gọi thọp tựa ca bình chia xanh tiết tiện tôn tựa nâng bình chia rồi bỏ tạm mộc đại tế bạn miên là thằng ngày muối nhóm ọ mê tháng năm pra hay nhóm khơi gọt máu nhóm chuộc gọt nó tam phẩu sụp phép quá tha ở mê tháng năm hay khi ông ca thấu ca mê tháng năm ca nâng thấu ca mê tháng năm con phố miền bị chia phá rớt nó con phí bấy phùl à chứng quá tha anh thật tính mình thật tính khi ông tha ọt miền lưới để lâu miền trái lưới ná ấy còn xì rồi bột muối ở khi nhóm tàu sọc hà pram liêm đó CP bị mặn đó còn CP bị mặn nấu lan CP còn ở tàu sọc hà pram ở địa chua mà trong ấy ấy sông lôi cái đó ấy nhóm tàu ở nắng trong cày hay ấy nhóm tàu vô sự bột nắng tàu được phép thì trong nắng quạt ôi chụp bay buôn pram có ba lại chăng đó đặt vô tàu đồ mùi vốn môi Việt Nam hay lọt một bình màu nâng hương tầm mốc bà sầm mộc cún lô club ban tổ tua bình chia tiện tôn từ nâng pa nhà hà son thịt sóc pa nhà hà chập luôn rước pa nhà ấy đại thế tiện tôn từ nâng tầm mốc bạn miễn sao để mày chịu mối tạm mốc vì cá chập luôn vì ấy ăn miễn cứ miễn cho tiện tôn từ nâng bật bình chia xây tiền đài tạm mốc bình chia từ nẹp xây lục ban đăng rư cọ ban lư tiện tôn từ nâng bình chia đi nẹp xây tiền đấy
ខ្ញុំស្ដាប់ម្សិលបានខ្ញុំលឹងធ្វើម្ដងទេខ្ញុំចង់សួរថាលោកបានឮតាមមកបញ្ជាទៅអ្នកផ្សេងទៀតជាកម្មាភិបាលតែតកតងទៅនឹងការចាប់ចងការធ្វើទរណកម្មអីជាដើមលោកមានធ្លាប់ឮពីការបញ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតាមមកនេះដែរទេ បាទធិតពិតខ្ញុំមិនដែលឮទេព្រោះបើមានបញ្ជាពីតាមុកទៅលើរឿងចាប់ចងអីមួយនោះគឺមិនមែនបញ្ជានៅមុខខ្ញុំមិនទេបញ្ជានៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងដល់កន្លែងស្ងាត់បាទគាត់ធ្វើរឿងចាប់ចងអីហ្នឹងគឺអត់ទេខ្ញុំមិនដែលបាននៅក្បែរចូលរួមគឺអត់ទេ Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais vous demander une chose à propos de Monsieur Kyosampan. Vous avez dit tout à l'heure que vous l'aviez vu deux fois. J'ai noté que lorsque vous aviez été interviewé par les enquêteurs de DCCAM, vous aviez aussi parlé une troisième fois à propos d'un épisode où M. Kyosampan avait été dénudé par la police en plein marché. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de cela et avoir été présent? Ấy khi đào tàu vô sạc nó tia khỏi mỏ nó ấy làm sự định trả nó nhom tàu vô sạc rõ ngày chân tàu khơi nhà sư clo ấy rốt chu cho nó mà đông hàng lịch vạn chẳng ai cả nó bính về nó túi nó tối thì xua cái tàu về thả mưa đó thì ông phan cái thứ ba ấy chẳng ông นั่นอานะปะนั้นខ្ញុំក៏ឮថាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៀតទៅយកស្រាក់ឃើញតាមកាលហ្នឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងក៏ឃើញឆ្ងាយដែរមិនឃើញជិតទេព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់អ្នកស៊ីក្លូរាប់រយបាទតែប៉ុណ្្នឹង Donc on vous a juste parlé de ce qui se passait, vous n'avez rien observé avec vos yeux. កាលនោះមុននឹងបើអត់មានកម្មាស្លៀកទេព្រោះអ្នកសិក្លូខ្លះក៏វត្តកម្មាទៅខ្លះវត្តហៅទៅអុយខោទៅអុយហើយព្រឹត្តិការណ៍នឹងដឹងមិញកាលនោះខ្ញុំនៅតូចដែរយូរហើយយូរពេកដែរដឹងប៉ុណ្្នឹង D'accord. បាទសូមអរគុណ Vous avez parlé à plusieurs reprises ces jours-ci, monsieur, du fait que un certain nombre des personnes qui vous entouraient étaient des gens sans éducation, parfois des illettrés, sans expérience. D'après vous, qu'est-ce qui justifiait ou qu'est-ce qui provoquait à l'époque le fait que l'on confie des
des tâches à des personnes qui semblaient incapables de les remplir ou pas très compétentes. Comment expliquez-vous le fait que vous ayez été entouré notamment de gens qui n'avaient pas les capacités intellectuelles, semble-t-il, de mener à bien les tâches qui leur étaient confiées? Est-ce qu'il y a une explication pour vous à ça? ខ្ញុំសួរថាចំពោះលោកផ្ទាល់ណាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរការសម័យនោះមិនចេះហសអីមកជួយធ្វើការលោកទៅវិញបាទកាលនោះខ្ញុំបានសួរគេដែរថាហេតុអីក៏ឲ្យអ្នកមិនចេះហសអត់ចេះអីសោះមកអញ្ចឹងគេស្ដីឲ្យខ្ញុំវិញថាឲ្យយកទៅឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងណាឲ្យចេះហសឲ្យចេះអីគ្រប់សពអញ្ចឹងដោយឲ្យខ្ញុំអ្នកបង្រៀនទៅវិញអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹង Et c'est ce que vous avez tenté de faire vous-même ensuite, d'éduquer ces personnes, de leur fournir une formation? Répétez votre réponse, s'il vous plaît. បាទលោកសាស្ត្រីសូមឆ្លើយម្ដងទៀតព្រោះអត់មានការបកប្រែចេញទៅជាភាសាបារាំងទេខ្ញុំសាប់អត់លោកចម្លើយបាទឆ្លើយសាស្ត្រីមិនមានដល់ឆ្លើយទេថាគាត់មីក្រូហ្វូនមិនទាន់ប្រាប់បាត់ការលោកឆ្លើយមិញហើយខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងទំនួលមិញណា ខ្ញុំបានភ្លេចសំណួរហ្នឹងហើយសួរម្ដងទៀតJe vous demandais seulement si effectivement vous aviez tenté de former votre personnel pour pallier à son manque d'éducation, puisque vous-même vous aviez donc essayé de former les gens autour de vous comme on vous l'avait conseillé. ខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអប់រំទាំងគ្រប់ផ្នែកទាំងផ្នែកអសរសាស្ត្រទាំងផ្នែកព្យាបាលជំងឺទាំងផ្នែកចាក់ថ្នាំអីគឺខ្ញុំបានជួយអប់រំណែនាំរាល់ថ្ងៃថាពេលធ្វើការគឺខ្ញុំទៅហើយបើខ្ញុំនៅកន្លែងហើយបើខ្ញុំមិននៅកន្លែងអាហ្នឹងមាននារីប្រធានធានហ្នឹងវាមិនចេះចាក់ថ្នាំប៉ិនវាចេះដើមមើលដែរវាខ្លាចប៉ះពាល់អីដល់អ្នកជំងឺនឹងពេទ្យហ្នឹងនៅកន្លែងនារីអីបើកន្លែងបរោះវិញគឺมันមានបញ្ហាអីDoncEst-ce que vous diriez qu'au fur et à mesure que le temps s'écoulait, les choses s'amélioraient de ce point de vue-là, du point de vue de la formation des gens qui vous entourent? បានន័យថាកាន់តែប្រសើរទៅពេលវេលាកាន់តែកន្លងទៅមុខសមត្ថភាពរបស់គាត់កាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងមែនទេបាទសមត្ថភាពគាត់គ្រាន់តែកើនឡើងJe voudrais vous faire parler un petit peu de quelque chose que vous avez également évoqué avec les enquêteurs de SECAM, à savoir les échanges auxquels vous procédiez avec le Vietnam, le troc. Vous avez déjà évoqué à cette barre, ces jours-ci, les échanges pour acheter des médicaments ou des produits qui vous serviraient à fabriquer des médicaments. Et je voudrais savoir que vous précisiez d'où venaient les animaux, les objets que vous échangiez pour avoir ces produits. Comment les obteniez-vous? Bah,
bạn cả nông nhom sum tam mốc tấu còn xây bốn mối ôi tàu vô trú nó sọc hà pram cứ cả lấy những phụ ôn cốt cứ chung một chồng ta chồng chẳng đó cả na còn ôi tàu vô trú nhom thì vô trú bạn trú buồn nhưng đó hay cả nông về nấu chít ở đây rung một tua đá chít ní nhom đánh chụp nó cái đá vía đó rồi đòn cô bà đấy nè đánh chụp đã nông túc hãy chi túc tàu bạc đại á Est-ce que ces opérations de troc avaient lieu durant le régime Khmer Rouge entre 1975 et 1979? Il y en a eu aussi. Il y en a eu aussi. Có phát đầu Việt Nam bị ẩn miền nẹ nổng. Lorsque vous avez été entendu par ce que vous avez discuté avec les enquêteurs de DCCAM, vous avez également parlé d'achat de montres pour les cadres de votre région. Vous vous souvenez de cette anecdote? Được tha ta mọc ấy còn ôi mau tam để dạ sọc ấy nhầm vô mà đó ôi tàu nhẹ ni ôi tàu nhẹ nuối ni là cả nâng rương ni là cả ấy ni là cả để nhóm mình để tinh ni là cả ôi cà ma bị ba thế còn đây ni là cả chun cà lấy nâu cà lấy tiền đi chợ cám tiền đi chợ cám sọc nó cô nhà ao thì chung mô mà bao phí bao nó người ngã thì chung đâu bán đô la mà rồi vì rồi thì hay cho đâu chung các bán này là ca mạ rạt đô mạ citizen ấy chẳng ơi ôi tâu ca mạ bà ca mạ bà mình phum không ấy nó khi ông ăn chết vẹn này là ca gì Bien sûr. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, c'est l'expression qui est en vigueur ici. Je vais lire un petit passage de la cote D313, barre de fraction 1.2.409, ERN français 00 80 86 32, ERN Khmer 00 41 88 35 et ERN anglais 00 72 90 51. C'est votre discussion il y a 14 ans avec l'enquêteur de DCCAM. Et voilà ce que vous dites. Moi, je savais fabriquer de la vitamine C car j'avais suivi une formation dans ce domaine. Mais j'en fabriquais en petite quantité suivant les instructions de l'échelon supérieur. J'avais acheté les compositions de la vitamine C au Vietnam. C'était en 1975, n'est-ce pas? Et là, vous répondez oui. Question. Comment avez-vous pu en acheter puisque, selon vos dires, vous aviez jeté tout votre argent? Réponse. J'utilisais de l'or donné par Tamok et les responsables de la région. Pour chaque achat, j'en emportais 4 à 5 kg au Vietnam. Et d'autres du village me confiaient qui une once d'or,
qui deux à trois onces d'or, dixièmes d'onces d'or, pour leur acheter deux, trois ou quatre montres à chaque fois qu'ils apprenaient mon départ au Vietnam. Question. Et quand ils portaient ces montres-là, on ne leur confisquait pas ? Réponse. Pourquoi on l'aurait fait ? C'était tous des cadres. Question. En quelle année êtes-vous parti au Vietnam pour échanger cet or ? Réponse. C'était en 1975 et 1976. Fin de citation. Voilà le passage qui m'a amené à vous poser une question, monsieur. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous vous souvenez maintenant que l'on vous a confié de l'or pour acheter des montres au Vietnam ? Mình chăm hay thâu chơi chùm luôn mà anh cứ ăn chăm thì click bạn ạ. Savez-vous d'où venait cet or que l'on vous confiait pour acheter des montres ? Mình đang đi phần đây miền nắng bờ riết tàu tàu đào cả lại tì sọc bên đây chỗ cam sọc nắng thì ôi vì mình bán thằng bán ấy với cái chóp ôi rồi chỉ còn tàu tính. Est-ce que ce type de transaction était des transactions qui étaient autorisées, qui étaient bien vues sous le régime ចាត់ទុកថាມັນជាការអក្រក់ទេឬក៏យ៉ាងណានៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំបានកាលនោះມັນដឹងដែរប៉ុន្តែដោះដូរនេះដែលហ៊ានទៅដោះដូរដោយសារតាមរយៈចឹងប្រាប់ស្រុកប្រាប់ Vous couriez un risque en vous livrant à ce genre de trafic ? Bạn cả nó phải thôi nâng cửa thân án á. Tại đó cái lệnh đó đô nóng cửa thân án. Cả nà dương ôi việc dôn về do ai bán mà đó đô cho môi dương. Vì do mình lẹn về khai. Bình lý. Khai đoàn nà về đây hay dương tâu bình lý. Dương ọt miên khai đoàn nà dương ai phụ dương miên xích. Cả lệnh dương bánh khai về. Chẳng đó đố, việc đó đố thì họ thả lâu. Nhưng nhóm vô chú rút mọc buôn của bà lại. Mới ở phần năng hay ấy vắn. Nhóm có mong nâng cực ấy một khúc thì họ thả. Vô cả nát. Vô mà thương ngưng nâng. Đọc cây vô. Xe ngưng nâng. Phần man rồi ấy chẳng đấu. Kết cụ tu 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 à nè. Để về đó đố mùa dương nâng về phép thả. Về. Khúc quán đó mà đón tha khúc quán đâu bỏ ớt khúc quán vì tha nó khoa khá tiết ngày khối chăm vô của bạn đây. Merci pour toutes ces précisions, mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous couriez un risque.
sous le régime du Kampuchea, était-ce quelque chose dans votre région alors qu'on avait supprimé la propriété privée, que les biens étaient partagés collectivement? Était-ce normal et acceptable dans un tel contexte de partir acheter des montres avec de l'or? Est-ce que cela faisait courir un risque par rapport aux autorités? Thank you, Mr. President. I think this is a repetitive question. He just asked this. The witnesses answered that he was instructed by Tamak, so I'm not sure why counsel is repeating. Xong trên cái đọc cho.